Rồi. Đã nữa không? Ít. Lê Ngọc. Nếu mà con dùng điện thoại nhá, nếu mà các con dùng điện thoại thì con sẽ tải ứng dụng Class Dojo về. Sau đấy con chỉ cần chỉ nó lên cái file mà cô đã gửi cho con thôi và vào cái QR code ấy. Thế là quét được. Còn nếu mà con dùng máy tính, con sẽ vào link là classdojo.com đấy. Sau đấy con mở cái file cô gửi trên điện thoại rồi con dí vào camera của tính ấy. Thế là được. Chứ không phải in đâu. Nhưng nếu con in được ra thì càng tốt chứ. Trần Minh Anh. Ok. Rồi, được không? Có thể hôm nay cô chưa add hết được các bạn đâu. Cô chưa add hết được các bạn đâu. Về cô phải lọc lọc ra cơ nhá. Ok, rồi. Ok, đấy cô quên quên hỏi đấy là gì nhỉ? Thứ ba hôm trước là Trung thu đúng không? Mid Autumn Festival đúng không? Mid Autumn Festival. So, what did you do on Mid Autumn Festival? Can you tell me? Do you have a lot of moon cakes? Trần Khánh Nam, ok, Trần Khánh Nam. Hello. Hello. Hello Nam. What did you do on Mid Autumn Festival? I was go circle and play a game. A game circle? Like It is everyone a and in a one on circle way and to get and the music was stopped. There was it down the chair. It was too fun. okay. So what did you eat? Ate more cake, Okay. candy. Yes. Do you eat? Do you make a dog out of grapefruit? Các con có làm ra hình một con chó bằng bưởi không? Okay. Okay, thank you so much. Thank you. Okay. Cô thấy ít bạn mở cam quá. Okay, Nguyễn Hà Diệu Châu, are you new to the class? Yes. Okay, hello Châu. So can you introduce yourself a little bit about yourself to me and everyone else in the class? Do you speak again? Can you introduce yourself a little bit to everyone here in our class? No. No? No. What's your name and which class are you on? My name is Nguyễn Hà Diệu Châu. I'm in class 6A1 at Nguyễn Đăng Đạo Secondary School. Okay. Thank you. Welcome to the class. So, what did you do? Is there anything special you do on Mid-Autumn Festival? I did my homework. You did your homework? Did Yes. you go out? My homework is very difficult. Okay, it's very difficult. So you didn't have time to play or to go out? Yes. Okay, but you did eat some mooncake, right? I don't like moon cake. You don't like mooncake, why? Because it is very, very, It's very sweet. too sweet. Okay, Yes. it's too sweet, and there is like a lot of calories in a small piece of mooncake, right? Okay, it is not too good for our health.
But we can maybe eat it once a year, because we only have one Mid-Autumn Festival a year, okay? So I think we can treat ourselves in this type of occasion, yeah? Okay, thank you so much. Thank you for sharing. Okay, các bạn, cô thấy có vài bạn vẫn chưa vào được đúng không? Lê Bùi Đức An, để cô xem nào. Chưa vào được Class Dojo đúng không? Okay, chờ cô tí nhá. Chờ cô tí nhá. Rồi bạn Đức An đâu rồi? Cô nhớ là bạn ấy ở ngay đây mà. Đây đây. Okay, Đức An, con hãy chuẩn bị check inbox của con nè. Vào bằng đường link này nha. Còn bạn nào nữa? Cô ơi, vào mã như thế nào? Phạm Hoàng Giang hả con? Phạm Hoàng Giang. Có phải con hay đặt tên con là Giang mấy chữ G ở đằng sau không? Lúc mà con chơi quiz ấy, có phải thế không? Tina, ok, cô có đường link của con đây rồi. Cô không biết là bạn đào đúng không ạ? Nói đi, Phạm Hoàng Giang à? Có phải con mới vào lớp hay là con đã từng học cô rồi? Con mới vào lớp rồi. Được rồi, thế thì để hết buổi học cô sẽ cho con vào lớp, cho con vào cái Class Dojo đấy nhá. Chứ bây giờ cô chỉ cho các bạn mà cô đã ưu tiên các bạn trước. Lê Minh Nhật. Lạc quá. Sao cô thấy các con không bật cam nhỉ? Cả bạn Đức An thì hôm trước cô thấy con có bật cam này, bạn Hồng Nam này. Có vấn đề gì với đường truyền không nhỉ? Trời ơi. Ok. Rồi, Thủy Tiên vào được chưa con? Rồi, Bùi Tùng Anh, con vào được chưa ấy nhỉ? Bạn Tùng Anh vào được chưa ấy nhỉ? Cô chưa thấy vào được ấy nhỉ? Ok. Bùi Tùng Anh check inbox nhá. Ok, rồi, như là đã hứa hôm trước cô sẽ cho con làm lại cái bài hôm trước. Và hôm trước mà mình đang làm dở về adverb of frequency đúng không? Tốt lại cái này xem sao nào. Các bạn vào nhiều chưa nào? Cô vào được rồi nè. Anh này, Ninh Trang này, Reina, cô nè, Tina, Đại An. Đức An các bạn được chưa? Con chỉ cần nhấn vào đường link thôi Đức An ạ. Có bạn nào có tên ở trên này nhưng mà chưa vào được không? Chat của cô xem nào. Minh Chí, à có hả? Ok, Minh Chí ở đâu? Minh Chí ở đâu? Ok, Minh Chí đấy đúng không? Ok, Minh Chí này, bạn nào nữa nhở? Trường Huy Quỳnh Ngọc, cô nhớ là có bạn Quỳnh Ngọc. Quỳnh Ngọc đây rồi. Quỳnh Ngọc đâu? Quỳnh Ngọc đây. Ok, rồi, lần lượt nhá. Hôm trước cô vẫn chưa biết bạn Thomas Muller là bạn nào. Các con ạ, bạn Thomas Muller là bạn nào? Cô biết lại họ Lê thôi. Ok, Minh Anh. Phải bạn này không nhỉ? Trần Minh Anh, em Minh Anh này. Ok, của con đây. Bạn nào thấy tên chứ mà chưa vào không? Con Lê Bùi Đức An cô gửi cho con ở trong ấy rồi đấy. Con đó cô. Con chỉ cần nhấn vào đường link thôi nha. Minh Chí này, Hoàng, Minh Thảo. Không biết là cô cho bạn Thảo là chưa. Minh Thảo Hoàng đây đúng không? Ok. Rồi. Minh Chí cô gửi direct message con rồi, con chỉ cần nhấn vào link thôi. Đào Nhật Mai, hôm nay cô chưa thấy bạn Đào Nhật Mai nhỉ? Cô thấy con này học chăm chăm. Cô đổi tên con được không á? Cô sẽ đổi sau. Tên con vẫn đúng rồi. Ok. Thôi nhá. Chắc chắn là cô sẽ cho tất cả các bạn vào trong lớp, yên tâm. Không phải vội đâu. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tinh thần để làm bài quiz này nha. Classic này.
Rồi bây giờ các bạn tập trung vào phần chat box, rồi gửi cái đường link này vào học luôn. Bây giờ cô bảo này, con vào quiz này con phải đánh đúng tên của con, họ, tên, lớp. Đấy, thì về sau hết buổi học này ngày hôm nay thì cô sẽ dựa vào cái này, cô sẽ cho con vào trong cái class dojo đấy nhá, cho được chính xác nhá, chứ không biết là mỗi Giang hay là Hương đâu, cô không biết là bạn nào đâu nhá. Ok. Rồi, các bạn vào quiz đi con ơi. Đúng họ, tên, tên lớp đó nhá. Ok, có một bạn rồi. Cristiano Ronaldo là trời ơi, cô bảo là đánh đúng tên. Trời ơi. Ok. Nhớ đánh cẩn họ vào các con nhé. Ok, có 30 bạn rồi. Ok, hôm nay cô thấy có một vài nhân mới này. Có bạn Minh Trang này. Ok, cô thấy bạn có bạn Trường Huy là cô gặp rồi này. Bạn Hoài Nam này, bạn Khánh này. Trời ơi, tên gì thế này? Tên gì thế này? Ok, có 35 bạn rồi. Trong khi đó lớp chúng ta hôm nay có 49 bạn. Rồi các con nhấn vào lớp nhanh nha, vào trong quiz này nhanh, chúng ta có thể bắt đầu nhé. Okay. Rồi vẫn không biết bạn Thomas Muller là bạn nào. Không biết tên thật luôn. Ok, có teacher Quân đã join vào rồi. Con nhớ nhá, chúng ta phải đánh bại thầy Quân. Hôm trước thầy Quân đứng xếp số 2 đấy. Trời ơi, số 2 đấy. Đừng để thầy đứng top 5 nhá. Ok, ok, các con vào nữa đi nào. Còn không các con ơi? Có bạn nào? Ok, Quang Nhật nè. Hôm nay là Đức An mạng bên con hơi yếu đúng không con, nên là con không bật được cam đúng không? Ok. Bùi Mai Mai, Bảo Khôi và những người gương mặt thân quen của chúng ta. Ok. Rồi, 39 bạn. Thêm một vài bạn nữa đi nào. Thôi chưa? Thôi thầy Quân lại mở chat hộ cô Hương mất. Nếu các bạn đã sẵn sàng. Nếu các bạn đã sẵn sàng thì đánh yes vào trong chat cho cô nha. Yes, yes, yes. Are you ready? Are you ready to beat? Keep the one. Okay. Em không vào được. Bùi Lan Phương. Con không vào được chỗ nào thế? Đấy quiz á. Ok, vẫn có thêm. À, bạn Đào Nhật Anh, 41 bạn rồi. 41 trên tổng là 49. Bạn nào yes nhiều quá. Yes, một thôi con ơi, đừng spam nhá. Ok, go start này. 41 bạn này. Ok, let's do it. Yeah.
vài giây để nốt. Ok, cô thấy có bạn Tina. Thế Quân đang hỏi là các bạn có đang hát không ạ Tina? Ok, ok. Rồi, chúng ta hãy nhìn leaderboard của chúng ta nha. Tina, con có 19 đáp án đúng và con có một cái streak. Streak 19 luôn, có nghĩa là 19 câu trả lời đúng liên tiếp. Ok, very good job. Very good job. Và con đứng thứ nhất. Bởi vì sao? Bởi vì con trả lời nhanh nhất. Ok, tiếp theo là teacher Quân. Trời ơi, thầy Quân vẫn đứng thứ hai các con ơi. Vì sao? Vì sao? Ok, bạn Mai Anh. Chúng ta bạn thấy bạn ý đứng... ok, bạn ý bị mất streak. Bị mất streak nhưng mà bạn ấy vẫn trả lời đúng. Trả lời đúng. Ok, được là 18 câu. Và bị mất streak đúng không? Phí quá, phí quá. Ok, tiếp theo là các bạn khác này. Ok, rất là tốt. Rồi, có một vài bạn à, Tina con vào hai lần mà. Bạn Đại An này, Nguyễn Hà Diệu Châu. Sao các con chưa chơi nhỉ? Ok, chơi lại hả? Lại à? Ôi, ai ai bật. Ok. Rồi máy của cô cũng hơi đơ đơ ấy các con ạ. Sợ quá. Chơi lại á. Không, mình phải học một chút đã. Cô có nhiều trò chơi khác không con ạ? Mình chơi lại một trò làm gì? Ok. Đó. Chúng ta hãy nhìn và học tập bạn Tina nha. Trả lời đúng hết nè. Đúng hết luôn. Ok, rất là tốt. Có một vài bạn trả lời sao hãy câu 16 là bị mất streak này, phí quá. Ok, cảm ơn các con rất là nhiều. Đã cả. Rồi. À, quên chưa nói đấy. Pass rule nha. Ok, number one, respect other and stay safe. Number two, pay attention and be active in the class. And number three, be creative and try your best. Ok, very good job. So we'll continue. Our unit today, it's still sports and games. Okay, and last time we have learned about some adverbs of frequency. Okay, so anyone tell me, list for me as many adverbs of frequency as possible. Okay, okay. Who can list them for me? Ok, các con hãy, bạn nào có thể liệt kê giúp cô càng nhiều trạng từ chỉ tần suất càng tốt nào. Ok, ok. Ok, ok. Trời ơi, nhiều bạn quá. Bạn nào chắc chắn nào, bạn Lê Ngọc Ánh nhá. Ok. Ngọc Ánh nào. Ok, con mở mic của mình. Ok, hello Anh. So can you list as many adverbs of frequency as possible? Ok, let's do it. Always, usually, never, really? Sometimes, never? And, yes. And never. Ok, never twice. Ok, thank you. Bạn nào có thể liệt kê, nhưng mà lần này sắp xếp cho cô từ trên xuống dưới, có nghĩa là tần suất cao nhất cho đến tần suất thấp nhất. Ok, Hoài Nam giơ tay thật cao. Ok. You always, usually, often, sometimes, rarely, yes. And never. Ok, đúng rồi, rất là chính xác. Cô chỉ sửa phát âm cho con một chút thôi, là từ rarely ấy. Rarely, mình đọc là rarely nha. Ok, very good job. Ok, rarely. Ok, thank you. Còn một vài trạng từ chỉ nó rất khác. Chẳng hạn như là mấy lần một tuần này, bao nhiêu lâu một tháng này, hoặc là hàng ngày này. Đấy, bạn nào có thể liệt kê thêm cho cô nào. Ôi trời, ok, ok. Bạn Trường Huy xem nào. Một lần, hai lần, ba lần. Hàng ngày. Đấy. Teacher, every day. Yes. Twice a week, once a week. Twice a week, once a week.
Bốn lần thì sao? Bốn lần four times a week. Yes, four times. Nếu như mình muốn nói là mỗi cuối tuần thì mình nói thế nào? At weekend. At weekends. Okay, the best. Yeah. Okay, at weekends. Thank you, Trương Huy. Thank you so much. Okay. Đố con biết, đố con biết. Những cái trạng từ chỉ một chút đấy, cái vị trí của nó sẽ như thế nào trong câu nhỉ? Chẳng hạn như ở đây. Okay. Mình sẽ đi vào đây và mình xem là điểm giống nhau và khác nhau như thế nào nhé. Chắc chắn là vị trí của những trạng từ chỉ tần suất này khác nhau rồi đúng không nào? Khác nhau đấy. Đây mình có always, never, usually, often và sometimes. Các con hãy nhìn trong câu xem là từng câu họ đang dùng động từ to be hay là động từ thường nhé. Ok, động từ to be hay động từ thường. Và vị trí của những trạng từ chỉ tần suất này nó đứng như thế nào? Ok, cô thấy một vài bạn giơ tay rồi. Ok, bạn Bùi Lan Phương giúp cô nha. Con nhận thấy gì khi mà nhìn vào những câu này về vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong từng câu? Không biết cái này. Ok, em Phương cô là... Anh cho cô là em nhận thấy là nó từ trên xuống dưới từ 100 đến 0%. Ok, ý cô ấy là vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu cơ. Vị trí của anh nó. Anh cho cô là nó đứng đằng sau chủ ngữ ạ. Đúng, tất nhiên là vẫn đứng đằng sau chủ ngữ. Nhưng mà mình nhìn thấy nhá, chẳng hạn như câu 2. Câu 2 này. Đằng trước nó lại có chữ M này cơ. Chữ M viết tắt của am đúng không? Đó. I am never bored. Chứ nó lại không đứng ngay sau I. Ok, đấy. Cô cảm ơn Phương. Cô cảm ơn Phương. Bạn nào có thể tìm cho cô? À, bạn là Minh Chí nào? Hello, Chí. Con hãy bật mic của mình lên nha. Hello. Hi. Ok, con có nhận xét gì về vị trí của những trạng từ chỉ tần suất này dựa vào 5 ví dụ ở trên màn hình? Can you say it again? Con có nhận xét gì về những trạng từ chỉ tần suất mà mình nhìn thấy ở trên màn hình đây? Dạ em, dạ em thưa cô thì những cái trạng từ chỉ tần suất này thì cái nó sẽ chỉ rõ hơn những cái răng, ví dụ mình luôn luôn hay là mình thỉnh thoảng. Ok. Cô vẫn đang nói về vị trí của nó. Ok. Có những trạng từ chỉ tần suất, cảm ơn Chí nhé, có những trạng từ chỉ tần suất đứng ngay sau ai, nhưng mà có những trạng từ chỉ tần suất lại đứng ở sau, chẳng hạn như là am này. Đó. Câu nào họ dùng động từ to be trong câu nhỉ? Ok, bạn Tina. Câu nào mà họ dùng động từ to be làm động từ chính hả con? Động từ to be mà là chính hết. Động từ to be. Mình chỉ thấy có câu 2 và câu 5 là họ sử dụng động từ to be thôi. Còn câu 1, 3, 4 là họ dùng động từ gì? Động từ thường. Đúng không? Động từ thường. Đúng rồi, động từ thường. Ok. Và cách dùng của các động từ này cũng ảnh hưởng đến vị trí của các trạng từ chỉ tần suất always, never, usually, often và sometimes đấy các bạn ạ. Ok, mình sẽ có quy tắc khi mà mình sắp xếp vị trí của các từ đó trong câu. Nếu như mà câu dùng động từ thường
nếu dùng động từ to be trước nha, thì chúng ta sẽ đặt động từ ở đâu nhỉ? Before or after the verb. Ok. Bạn nào? Huỳnh Mai Phương nào. Ok, nếu mà chúng ta dùng động từ to be ở trong câu, thế thì từ chỉ cần xuất sẽ đứng trước hay là sau động từ đó. Mình cứ nhìn những câu là I am never bored, hoặc là I'm sometimes tired. Mình sẽ chọn before hay là after. Cô bật mic cho con chứ nhỉ? Huỳnh Mai Phương đúng không? Con mở mic của mình nhá. Huỳnh Mai Phương. Dạ thưa cô, là đứng trước động từ và đứng sau động từ to be. Đứng trước động từ thường. Ok. Trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng sau động từ to be và trước động từ thường. Ok, đúng rồi. Ok. Thank you. Cảm ơn con. Ok. Vậy thôi, rất là dễ đúng không nào? Bây giờ cô có một trò như thế này. Chờ cô một tí. Chờ cô set up nhá. Ok. Share screen. Yeah. Rồi, đâu nhỉ? đây. Ok, có rồi đây. Đấy giống kiểu là trò Wheel of Fortune nhỉ? Chiếc nón kỳ diệu nhỉ? Bây giờ cô sẽ cần một bạn. Cô sẽ quay cái này. Nếu mà nó chỉ vào đâu thì con sẽ đặt câu giúp cô. Câu nhưng mà làm sao lại có các cái xúc sắc ở đây nhỉ? Sao cô để giúp sắc ở đây? Bởi vì là khi mà con đặt câu thì con sẽ xoay xúc sắc hai lần nhé. Chẳng hạn ví dụ như nếu cô xoay phải xoay phải cái gì nữa, phải cái gì? Ok, play sports. Nếu cô xoay play sports, sau đấy cô sẽ đi xúc sắc hai lần. Cô Hương ơi, cô share lại screen đi. Share screen. À thế hả? Ok. Đã được chưa nhỉ? Chờ cô một tí nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Chưa hả? Ôi trời ơi, con không thấy gì hết. Vì sao? Làm nào nhỉ? Hết. Làm nào bây giờ nhỉ? Thế bây giờ con có thấy không? Con chưa thấy gì cả. Ôi trời. Share lại lần nữa này. Cố lên, fingers cross. Thấy không con? Hai con gật đi. Không á. Vẫn đen cô ạ. Oh my gosh. Chết rồi. Share lại. PowerPoint thì có thấy không nào? Thấy không con? Không thấy á. Oh no, chết cô rồi. Thấy không con? Ok. Sao chúng ta có thể xử lý được nhỉ? Sao chúng ta xử lý được nhỉ? Không phải lấy bình thường mà xin. Bây giờ thì sao? Cứu! Thầy Quân, cứu cô Hương với. Hương có thể out ra và vào lại nhá. Thì các bạn chịu khó đợi cô Hương một chút để cô Hương sửa chữa vấn đề về máy. Trời ơi, xin lỗi các con rất nhiều. Chờ cô một tí nhá, cô sẽ vào ngay đây. Chờ cô, bye bye.
thầy sẽ mời một bạn để kể về ngày Trung thu của các con như thế nào nhá. Ok, có bạn nào không? Ok, Trần Khánh Nam, please. Ok, I'll tell you. So I admit my mate out to festival. I was so happy when. Ôi, trở về when rồi đã. Ôi trời ơi. Lần này mà share không được nữa thì host ơi, mở share hộ cô Hương với, mở share màn hình với. Ok, đây rồi. Cố lên. Mong là được. Trời ơi, đừng bảo là không được nhé. Các con thấy chưa? Các con đã thấy chưa? Yes. Rồi đúng không? Rất xin lỗi. Rất xin lỗi. Ok, cô lại nói lại nhá. Nói lại nè. Ok. Đấy, như là lúc nãy. Làm lại đi. Để làm lại đi. Xoay lại. Nghe cái tiếng. Ok, coi như là chores. Ok. Cô xoay và do chores. Sau đó cô sẽ xoay xúc xắc 2 lần. Bấm vô đây. Là số 6 đúng không? 6 times. Đấy, bên này là 6 times. Xoay lần 2. Chúng ta có số 5. A month. Ok. I do chores 6 times a month. Đấy. Chúng ta sẽ đặt câu như vậy. Ok. Rồi. Cô hiểu cô ấy rồi. Congratulations. Ok, ok. Rồi. Bạn nào muốn đặt câu cùng cô nào? Bạn nào hi 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 đây. Ok. Có thể sẽ có một vài câu trả lời rất là buồn cười đây. Cô sẽ gọi bạn nào chưa gọi á. Bạn Mai Anh hộ cô nào. Tất nhiên là cô sẽ xoay xúc xắc và sẽ xoay cái chiếc nón kỳ diệu này hộ con nhé. Okay. Ok, xoay xúc xắc. Cô reload lại cô mà nói xoay giống cô. Xoay lại lần nữa nào. Ok, số 5 này. Xoay lần 2 chúng ta có. Ok. Câu của con sẽ là gì? I do chores 5 times a week. Ok, I do chores 5 times a week. Did you really do it? I do every day. Okay, you do chores every day. Okay, thank you, my anh. Okay, chào cô. Nhiều bạn quá. Okay, Minh Trang, can you do it? Yes. Hello. Okay. Okay, so I will. Okay. Go shopping. The first time we roll the dice. Number 5. The second time. It's number 5 also. Okay, so what is your sentence, Chan? We have go shopping and. Okay, open your mic. I go shopping with. Yes. Times. Five times. Yes. Please repeat. Repeat your answer. Mm-hmm. I go shopping 5 times. 5 times what? Mình có 2 lần rơi vào số 5 đúng không nào? Okay. I go shopping
5 times a month. Okay, I go shopping 5 times a month. Do you really do so? Con có làm thế thật không? Mình đi shopping 5 lần một tháng, có đúng như vậy không? Is it true? No. Okay, so how often do you go shopping? Can I say that I never go shopping? Okay, you go shopping? Yes. Okay, thank you. Why you never go shopping? I thought you go with your mom. You can go with your mom. We call it shopping. I just go to buy food and fruit. Okay, that's called shopping. You go to the supermarket? Right? Okay, thank you. Next up, we have Đức yes, An. Okay. Maybe. Okay. Thank you, Trang. Okay, An, hello. Okay, so I will... You. Who are you? Help your mom cook? Okay, I will roll the dice twice. Got it. Number two. And next one? Yeah. Number four. Okay. I have my mom come twice a week. Okay. Okay, I help my mom cook twice a week. Okay. Okay. Did you really do so? Do you really do so? But I have my mom four times a week. Four times a week? Yeah. Okay, so what did you help your mom cook with? Cook what? I always cook vegetables. And sometimes I go shopping and help my mom cook a fish or a meal. Okay, so you help your mom cook vegetables and go shopping to buy some milk? Yeah. Okay. Mặc dù là đường truyền âm thanh cũng phải hơi kém chút nhưng cô vẫn nghe thấy. Okay, thank you An. Rồi, okay. Cô nghĩ bài này đến đây là okay rồi. Cô sẽ có một bây giờ cô sẽ dành cho các con có thể trao đổi với nhau nhé. Mình sẽ nói thành pair đi. Thì mình sẽ có nhiều thời gian để nói với nhau trong lớp hơn nha. Ok. Cô sẽ chờ cho các cái này về. Rồi. Ok. Cô cần hai bạn. Ok. Cái bài của cô định làm cái gì cho cô quên mất rồi. Ok. Oh. Bạn nào. Nhiều bạn giơ tay quá. Chờ cô. Bạn bạn Phan Nhật Đăng Minh. Bạn Phan Nhật Đăng Minh và bạn Anh Thư. Ok, được không? Rồi, cô sẽ lại xoay cái vòng quay này một lần nữa. Bây giờ có hai bạn thì một bạn sẽ đóng vai là người đoán và một bạn đóng vai là có nghĩa là đây cô nói lại nhá. Bạn A sẽ xoay vòng quay này nếu mà gặp phải động từ nào. Ok. Nếu gặp phải động từ nào chẳng hạn như là walk to school. Bạn ấy sẽ có đáp án ở trong đầu luôn là tôi đi bộ đến trường bao nhiêu lần một tuần hoặc là về tần suất là bạn ấy làm. Còn bạn còn lại sẽ có 3 lượt để đoán xem là bạn ý đến trường, đi bộ đến trường tần suất như thế nào. Ok, nếu hết 3 lần thì thua. Được không? Nếu như mà sai thì bạn A sẽ phải nói là I walk to school more often. More often có nghĩa là thường xuyên hơn. Còn nếu mà không thì là I walk to school less often. Các con hiểu không? Ok, thử nhá. Mình cứ thử đi rồi mình sẽ biết. Rồi, bạn nào sẽ là bạn, bạn xoay vòng quay nhỉ? Bạn Đăng Minh nhá. Đâu rồi nhỉ? Bạn Thư này.
Làm sao để cô nhìn thấy bạn Phan Nhật Đăng Minh? Ok, rồi cô sẽ xoay giúp con và chọn giúp con. Do homework. Con làm bao nhiêu lần một tuần, nó nghĩ trong đầu để cho bạn Thanh Thư bạn đoán nha. Ok, bạn Thanh Thư sẽ nói I think you do homework blah blah blah. Ok, đấy, tùy con. Đấy là con đoán. Bạn Thanh Thư đâu rồi? Đây, cô mở mic cho con này. I think do homework always. Con hãy nói bạn Minh. Tớ nghĩ là cậu làm bài tập về nhà như thế nào? Đấy. I think you always do your homework kiểu như thế. Đấy. Con hãy nói bạn ý xem là đúng không? Okay. I think you always do homework. Okay, Minh. Yes. Đúng không? Đúng luôn yes. Hả? Được rồi. Okay. Cảm ơn các con. Đấy, như thế nha. Okay, có đúng không? Always do your homework. Có phải là đúng là cái câu nói mà con nghĩ lúc đầu không? Ok, rồi. Thế thì tốt. Đúng. Cảm ơn các con. Cô cần một pair nữa nha. Pair tiếp theo. Trời ơi, con nghĩ cái gì nó khó hơn tí. Để cho đỡ bị gian lận, các bạn nào đóng vai A, hãy nhắn tin cho cô. Nhớ nhắn tin cho cô, đừng nhắn tin cho cả lớp. Cái câu trả lời con. Cô chọn cái đã, để cô chọn cái đã. Ôi trời. Ho, ho. Bạn nào chứ? Bạn là Quỳnh Ngọc này. Là bạn A. Bạn Uyên Dung là bạn B. Rồi, Quỳnh Ngọc cô sẽ xoay cho con. Cô sẽ xoay vòng quay cho con. Do homework chúng ta hai choice đi nha. Ok, surfing. Bạn gì nhỉ? Bạn Quỳnh Ngọc đúng không? Con hãy nhắn tin cho cô đi. Con sẽ đặt câu gì với cả cụm từ này, surf the internet. Nhắn vào trong chat box cho cô. Nhắn cho cô thôi đi nhá, đừng có nhắn cho mọi người không thì lỗi. Cô chưa nhận được đâu, con ạ. Quỳnh Ngọc. Quỳnh Ngọc là bạn A đúng không? Bạn Biên Dung là bạn B. Bạn Biên Dung chờ cô một tí. Thôi con biết chưa? Không, con viết và con gửi cho cô mà. À, ok, cô thấy rồi. Rồi, thấy. Cô thấy rồi nhá. Bạn Biên Dung à? Con hãy nói với bạn Quỳnh Ngọc đi là con được hắn bạn ý. Surf the internet. Nhìn nào, how often? Uyên Dung con mở mic nha. Cô gọi con này. Rồi cô. I sometimes surf the internet. Con phải nói bạn ý chứ, con đang đoán mà. Tớ nghĩ là cậu lướt web như thế nào. Đấy. I think you sometimes surfing internet. À, surf internet. Ok, sao con đoán đúng ấy. Ok, đúng luôn rồi. Bạn Quỳnh Ngọc có lỡ gửi ra ngoài không đây? Gửi cho cô thôi chứ đúng không? Ok, I think you sometimes surf the internet. Is it right, Ngọc? Is it true? Yes. Ok, so đừng tắt mic con. Con muốn hỏi con. Ok. What did you surf on the internet? What do you often search on the internet? My search internet sometimes. Okay. Được rồi, cô hỏi con là con search internet, con tìm cái gì ở trên internet? Con lướt web, con lướt mạng xã hội Facebook này, hay là con tìm kiếm thông tin, kiểu như thế? Okay, what did you surf on the internet? Video. Okay, you search for videos? Okay, thank you, Ngọc. Thank you. Okay.
con có muốn cô thay đổi cái này cho nó dễ, nó khó đoán không nhỉ? Mấy cái này dễ quá à. Mấy cái này dễ quá à. Ai mà chẳng đoán được là do homework là always do homework này. Ok. Dễ quá à. Dễ quá. Một lần nữa thôi nhá, một lần nữa là chúng ta thay đổi. Thì có khó tí. Cô chưa chọn bạn nào nhỉ? Ta spin cái khác đi. Ta spin cái khác đi. Ok, Phạm Hoàng Giang, Minh Anh. Play video game, it's ok. Ok, để cô xem nào. Bạn nào cô chưa gọi nhỉ? Quế Anh. Quế Anh con sẽ là bạn A. Hãy nhắn cho cô cái tần suất mà con play video games. Không bắt phải dùng never, always đâu. Có thể nói là mấy lần một tuần. Cái đấy có phải khó đoán hơn đúng không? Đó. Vâng. Mấy lần một tháng, bao nhiêu lần một ngày. Ok, nhắn cho cô ấy. Chỉ cho cô rồi đấy. Từ từ để cô gọi xem bạn nào sẽ là bạn B. Là bạn nào? Trời ơi, bạn Bùi Mai Mai đi. Con nhắn cho cô chưa thế? Quế Anh đúng không con? Ok. Cô nhưng mà cô khóa phần chat rồi cô ạ. Con không vào được. Thế á, cô thấy mọi người vẫn đang nhắn tin bình thường mà con. Bây giờ con mới vào được cô ạ. Ok. Rồi, nhớ nhắn cho cô thôi đi nhá. Cô gọi bạn B là bạn nào ấy nhỉ? Bạn Mùi Mai Mai đúng không? Cô sắp nhớ tên các bạn rồi. Đâu rồi? Quế Anh, cô chưa thấy con. Nhắn cho cô nhá. Chỉ nhắn cho cô thôi, đừng nhắn cho các bạn khác nhá. À, có à, trong lớp mình có hai bạn tên là Tina. Đúng rồi. Tina, bạn Thủy Tiên con họ gì? Họ của con là gì? Bạn có một bạn Nguyễn Minh Trang là bạn Tina đúng không? Thế con là gì Thủy Tiên? Trong kiểu gọi là Tina Nguyễn này, xong rồi là Tina Trần. Quý Anh con viết xong chưa? Lâu quá. Quý Anh ơi, con viết xong chưa? Con viết xong chưa? Chỉ cần viết cho cô cái tần suất vào đây thôi. Ok, rồi xong. Đã xong. Bạn nào ý nhỉ? Bạn Bùi Mai Mai đúng không con? Ok, cô vẫn bật mic cho con. Bây giờ con hãy nói với cả bạn. Bạn Quý Anh đi. Tớ nghĩ là I think you play video game three times a week. Okay, Quý Anh, is it true? Quý Anh, đâu rồi? Quý Anh đâu rồi? Okay, con phải mở mic nhé. Con đừng tắt mic nhé. Okay, is it true? No, it's false. Thế thì con more often or less often? Con sẽ làm thường xuyên hay ít thường xuyên hơn là 3 times a week? Con phải nói với bạn Mai Mai. I do it less often or I do it more often? I never play it. Con lại nói với con nói một câu đấy rồi. Trời ơi. Ok. À, bạn Quế Anh không bao giờ chơi video games. Ok, Quế Anh never plays video. Con đang gợi ý cho bạn nhưng mà sao con lại nói đáp án ra rồi? Con phải bảo là tớ ít làm như thế hơn hoặc tớ làm như thế nhiều hơn. Chưa? Trời ơi. Rồi, cô sẽ mời bạn nào. Ok. Thôi này. Cô tin tưởng con nhá. Thôi nhá. Một bạn nữa là bạn Hữu Nghĩa. Xem nào. Nghĩa. Ok. Bảo Khôi con sẽ là bạn A. Bây giờ cô sẽ quay cái vòng quay này cho con. Ok. I'm gonna hide.
okay. You go to school. Do chores. Okay. Khôi ơi. Khôi ơi. Do chores. Khôi ơi. Yes. Khôi ơi. Okay. Con hãy nghĩ một câu ở trong đầu về tần suất mà con do chores, làm việc nhà. Được chưa? Đừng nói cho ai cả. Và nhiệm vụ của bạn bạn nào ấy nhỉ? Rồi, mất dấu rồi, bạn hữu nghĩa, nhớ nhớ nhớ. Sẽ là đoán cái tần suất đấy của con được chưa? Rồi, bạn Nghĩa đâu? Ok, unmute. Ok, con hãy đoán đi, bây giờ cô biết được bạn ấy. Bật chat cho cô. Thôi ơi, để bạn ấy đoán. Bạn Khôi đâu rồi? Yeah. Ok, cảm ơn con nhé. Cảm ơn con, cảm ơn con. Cô cần một bạn khác, cô cần bạn được Trần Khánh Nam. Okay. Ok. Con sẽ là do chores. Ok, con nghĩ trong đầu. Hoặc là viết cho cô đi. Viết cho cô đi tần suất mà con làm việc nhà là gì, để cho bạn hữu nghĩa đoán nhá. Bạn Nghĩa đừng tắt mic. Ok, con đợi bạn Nam nhắn cho cô sau đấy con có thể đoán. Hữu nghĩa, ok. Khánh Nam nhắn tin cho cô chưa? Cô đang nhìn đây. Nghĩ nhanh lên nha. Nhanh lên một chút nha. Quay kịch của mẹ. Uh-huh. Okay, bye. Xong. Sentence. Con chỉ cần viết cái tần suất thôi. Con chỉ cần viết tần suất thôi. Okay, I'm still waiting. Often you visit from. Trời ơi. Có phải là bạn Trường Huy là bạn Cristiano Ronaldo không? Con hay chơi quiz rồi con viết tên con là như thế đúng không? Bạn ấy có vẻ kiểu obsessed. Đâu rồi? Hurry up please. Ok, rồi cô nhận được rồi. Cô nhận được rồi. Nghĩa ơi, con hãy đoán đi. Bạn Nam, bạn ý do chores, bạn ấy làm việc nhà bao nhiêu lần một tuần hay là tần suất như thế nào? Okay, I think often do chores. Okay, is it true, Nam? No, one no? time. Okay, no. Bạn có ba lần đoán không? Trời ơi, okay, okay. Rồi. Có vẻ là các con phối hợp với nhau chưa được tốt lắm ở trò chơi này đúng không? Cô đã nói luật rồi là mình có 3 lần đoán cơ mà, đúng không? Mình có 3 lần đoán. Nếu mà bạn đoán sai một lần thì mình hãy nói là tớ làm ít hơn như thế, hay là tớ làm nhiều hơn như thế, more often hay là less often. Đó, trời ơi. Buổi sau thử lại trò này nhá. Buổi sau thử lại trò này nhá các con. Trời ơi. Rồi, hình như cô vẫn còn một game nữa. Đợi cô. Đợi cô tí. Đâu nhờ, đâu nhờ, chứ. Không phải ở đây, không phải ở đây. Không phải ở đây. Where is it? Okay. Live dashboard. Okay. Here you go. Chơi bài này. Khó hơn đấy nhá. Đòi hỏi con phải viết là nhanh, mà lại còn viết chính xác nữa. Everyone, check your inbox. Team? Con hãy check phần chat nha. Cô đang mịn. Bài này các con nhớ mình phải là tập trung cao độ và viết là chính xác nhé. Bởi vì bài này đòi hỏi chúng ta chia động từ đấy. Chia động từ ở thì nào?
chia động từ ở thì hiện tại đơn nha. Hiện tại đơn. Ok. Yes, teacher Quinn, you can join. Okay, okay. Okay, sắp mới có 27 bạn thôi. Học sinh mới. Học sinh mới lúc nào? Oh my God. Cô vẫn chưa biết là bạn Wendy là bạn nào đâu đấy. Chưa biết bạn Wendy là bạn nào, tên là gì. Đây, có một vài bạn mà cô không biết tên thật đây này, nên cô chưa cho vào Class Dojo được. Mbappé, chúng ta lại có thêm một bạn cầu thủ bóng đá nổi tiếng nữa ở trong lớp. Trời ơi, thật là vinh dự. Cristiano Ronaldo, ba người luôn. Ok. An Nhật Đăng Minh. Rồi, cô bắt đầu nhá, không là chúng ta hết giờ. Bài này chúng ta phải viết hết đấy. Không có chọn đâu. Hỏi số 4 thì viết cả câu cho cô nha. Viết cả câu. Ok. Thank you.
xem các bạn ở dưới nào. Làm sai nhiều quá. Làm hơi bị ấy nhở? Sao các bạn lại làm chưa đúng nhiều như thế? Ok, chúng ta xem nào. Cô sẽ end game nha. Ok. Bài này đòi hỏi sự chính xác rất là cao. Không biết là ở lớp các con có được học đánh máy không? Cô nghĩ là không phải là mình. Đúng rồi, quên chấm câu. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, cô phải cho con làm bài này nhiều hơn để mình có thể đánh chữ thật là chính xác nữa. Ok, chúng ta sẽ xem nhé. Câu này xem nào. Ok. I dot 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 basketball in a team. I gì? Ok. I play, đúng không nào? I play basketball in a team. Ok. Ui, bạn nào biết đấy? Bạn nào biết đấy? Ok, ok. I play basketball in a team. Right. Next one. This is, ok. My teacher. Dot, dot, dot. Bạn nào trả lời đúng không? Never. Ok. My teacher goes sailing when the weather is bad. Hoặc là my teacher doesn't go sailing when the weather is bad. Okay. My brother watches TV after dinner every day. My brother watches TV after dinner every day. Okay, chúc mừng bạn Minh Chí trả lời đúng nè. Con xài hết 10 câu. Okay. Thương quá, thương quá. Để buổi sau cô cho con phục thù nhá. Con không chơi được bạn nào. Đâu bạn nào? Sao cô thấy có bạn vẫn trả lời nhiều, đúng nhiều như vậy cơ mà. Để cô xem nào. Ok. Con có 63%, con sai 10 câu. Ok, được rồi. Ok, cô sẽ check cho con đáp án ở đây nhá. Mình sẽ nhìn rõ hơn. Ok. Chẳng hạn như câu này. Đúng không nào? Đó. I play basketball in a team. Chủ ngữ là I, là chủ ngữ số ít, nhưng mà đây là I. Mình sẽ giữ nguyên thể, đúng không nào? My teacher. The weather is bad. The weather is bad. Cái này thì chắc chắn là mình phải biết được là đây là câu phủ định, đúng không nào? Đâu có ai đi chèo thuyền khi mà thời tiết xấu đâu. Thì chúng ta sẽ điền ở đây là my teacher doesn't go sailing when the weather is bad. Các buổi trước cô đã dạy cho con rồi. Sailing thì chúng ta sẽ dùng với động từ là go, đúng không nào? Chứ mình không thể là play hay là watch hay là gì được cả. My brother. Như đây thì chúng ta sẽ dùng từ watch, đúng không? Ok, bạn nào nói cho cô câu số 3 mình sẽ điền gì nào? Mình sẽ điền gì nào? Ok, bạn Phạm Hoàng Giang, có phải lúc nãy là con chơi được điểm cao nhất đấy đúng không? Đúng rồi. Ok, rất là tốt. Ok, con nói giúp cô câu 3 mình sẽ điền gì nhỉ? My brother watches TV after dinner every day. Yes, my brother watches TV after dinner every day. Okay, chính xác.
Câu này, vì sao, câu 4 nhé, vì sao chúng ta lại nói là does your mom go running before work? Bạn nào giải thích giúp cô được không? Bạn Thủy Tiên xem nào. Okay. Vì sao muốn ngừng lại nói là does your mom go? Dạ, dạ, dạ. Okay. Because let me see. Ok. Hôm nay nói cho các bạn biết vì sao chúng ta lại dùng watches. Mà không phải là watch hay là do your mom. Ok. Just, bởi vì là muốn là số ít cho nên là dùng just. Và ở trong câu hỏi thì động từ dùng cho nên là dùng go. Ok, đúng rồi. Chủ ngữ của chúng ta ở đây là your mom, là chủ ngữ số ít. Tuy nhiên đây là một câu hỏi đúng không nào? Câu hỏi yes, no question, nhưng chúng ta sẽ phải đảo trợ động từ lên trước. Chúng ta sẽ dùng trợ động từ does và động từ go, không chia nữa đúng không? Does your mom go running before work? Ok, câu 5. Vì sao chúng ta lại dùng don't play? Vì sao? Chúng ta làm nốt những câu này rồi. Ok, bạn Đức An giúp cô xem được không nào? Friend always study, see hard people and even. Yes, my best friend always study hard before exam. Okay, my best friend always studies hard before exam. Vì sao con lại biết là studies E-A-S như thế nhỉ? My first keyword is my best friend. Đây là chủ ngữ số ít nên mình phải chia động từ đúng không nào? Chúng ta phải thêm s hoặc là es. Động từ study của chúng ta là kết thúc bằng chữ y dài, nên là khi mình thêm s thì mình sẽ phải bỏ chữ y dài đi và thay nó bằng y ngắn, sau đó mới thêm được es đúng không? Ok, đúng rồi, thank you, cảm ơn các con nha. Rồi, ok, cô nghĩ là buổi sau mình sẽ phải làm lại bài này. Ok, cô biết là cũng có khá là nhiều bạn cũng mới lớp 6, lớp 7 thôi, là có thể là chưa quen đánh máy lắm đúng không? Có bạn nào tự tin là mình đánh được máy mà chuẩn hết tất cả từ không? Bạn nào? Thế thì các bạn ý sẽ được điểm khá là cao trong những cái bài mà cô sẽ cho con làm tiếp theo. Cô hỏi một chút, các con thấy là mình đánh như thế có khó quá không? Có khó? Ở con lớp 4 rồi. Ok. Chắc là con thích sẽ làm bài trắc nghiệm hơn đúng không? Thì là trắc nghiệm hơn đúng không? Ok, cô phải hỏi để biết để lần sau mình còn làm được, nếu không như bài hôm nay thì mình bị sai nhiều quá đúng không nào? Em bật tivi. Ủa. Cô bật tivi á. Ok, thế thì lần sau nhá, cô sẽ cho con làm nghiệm nhá, cho dễ nhá. Hoặc là mình chia động từ một động từ thôi được không? Bài hôm nay có vẻ là hơi quá khó. Ok, trắc nghiệm. Đấy, mình cũng cấp 2 rồi, Cô có dạy tiểu học không cô? Có dạy. Trắc nghiệm đi ạ. Ok, được rồi. Cô sẽ theo số đông thôi để cho phù hợp với một lớp mà đông như này nhá. Được rồi, cô biết rồi. Thế thì cô vẫn cần các con, cô vẫn cần những cái tên kiểu chẳng hạn như là Lê Minh Trang này, hoặc là chẳng hạn là Hoàng Minh Thảo này. Đấy, cô mới cho các con vào cái class dojo được nhá. Ok, lần sau các con hãy đặt đúng tên giúp cô để cô cho các con vào nha. Rồi, từ giờ đến chủ nhật cô sẽ cho hết các con vào trong đó. Lúc đó thì mình sẽ được tính điểm này, xong mình có thể nộp bài tập ở trên đó, hoặc là mình có thể nói chuyện nhau trên đấy, như kiểu là một cái Facebook thu nhỏ ấy, chỉ có cô trò mình thôi. Ok, rồi. Ok, cảm ơn các con nhé. Cô ghi nhận thông những ý kiến của các bạn, rồi sau cô sẽ làm những bài nó phù hợp hơn một chút nha. Ok, cảm ơn các con. Cũng 9 giờ 11 phút rồi, các con hãy đi đánh răng rửa mặt và ngủ sớm. Mai chúng ta có bài, có buổi học cuối cùng trong tuần đúng không nhỉ? Các con hãy học cả thứ bảy nhỉ? Ok, dù sao thì cũng chúc các con là mình sẽ hoàn thành hết chương trình học của tuần này và mình sẽ được nghỉ ngơi vào cuối tuần nha. Ok.
Ok, cảm ơn các con rất là nhiều. Hẹn gặp các con vào buổi sau. Ok. Ok, goodbye and good night. Goodbye, teacher. Goodbye, Thank you so much. Bye, teacher. Good night. Goodbye. Bye, teacher. See you again. Yeah. Cô là em có ý kiến.